Như thường lệ, Đức Tiến xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương mục Bạn có biết. Quý vị và các bạn thân mến, từ sau năm 1954 đến trước năm 1975, Sài Gòn chứng kiến sự xuất hiện của dòng kiến trúc vượt trội với phong cách và vật liệu rất khác so với những kiểu kiến trúc đã từng tồn tại trước đó. Những công trình kiến trúc ra đời vào thời điểm này cho đến nay vẫn còn hiện hữu khá nhiều ở thành phố, góp phần làm sinh động thêm diện mạo của thành phố hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kiến trúc sư Khương Văn Mười, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, là một người đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những công trình kiến trúc giai đoạn 1954-1975. Và trong chuyên mục Cà phê sáng hôm nay, kiến trúc sư Khương Văn Mười sẽ cho chúng ta một cái nhìn cận cảnh hơn về những công trình kiến trúc thời điểm này. Dạ, xin chào kiến trúc sư ạ. Dạ, thưa kiến trúc sư, trước hết thì xin kiến trúc sư có thể cho biết những đặc điểm dễ nhận dạng nhất giữa dòng kiến trúc vào giai đoạn 1954-1975. Thì từ 54 tới 75 á, nó có hai dòng kiến trúc. Dạ. Một kiến trúc cổ điển của Pháp và một kiến trúc hiện đại theo trào lưu thế giới. Thì kiến trúc hiện đại đó cũng khác với kiến trúc hiện đại ngày hôm nay. Thì những kiến trúc đó bắt đầu nó đơn giản quá, bớt cái chi tiết kiến trúc đi, chi tiết hoa văn đi. Nó thành những nét đơn giản lại hơn. Lý do là thứ nhất là cái phong cách lúc đó người ta cũng không đi sâu vào chi tiết. Cái chi tiết trang trí bên ngoài nó rất là tốn kém, cho nên là những công trình kiến trúc sau này nó cũng đơn giản quá, lại bằng những gờ chỉ. Cho đó chúng ta thấy những công trình kiến trúc là hậu hiện đại thì nó là những kiến trúc đơn giản. Tuy nhiên đối với công trình đó thì nó để lại cho chúng ta một cái cảm nhận là những kiến trúc đó thì thường chúng ta không thấy hoành tráng và nó có mái che. Và kiến trúc nó hình khối, nó thấp, nó hài hòa với cảnh quan. Kiến trúc sau này nó lại có biểu hiện là sử dụng vật liệu bao che bên ngoài. Thứ nhất là những cái hoa văn. Thí dụ như thư viện quốc gia của chúng ta hiện nay, đó là những cái hoa văn để mà trang trí mặt tiền. Nhưng mà nó cũng là để làm giảm bớt cái nhiệt, tác động của nhiệt bên ngoài đối với công trình, cho nên căn nhà trong nó luôn mát mẻ. Dạ thưa kiến trúc sư, trong những cái công trình kiến trúc vào giai đoạn này thì theo quan sát tôi Vinh thấy là có một số công trình người ta đã sử dụng kỹ thuật đá mài đá rửa để trang trí ở bên ngoài. Phải chăng là vào thời điểm này thì kỹ thuật đá mài đá rửa vừa mới du nhập vào Việt Nam nên đã được sử dụng rất là rộng rãi hay không? Và điều thứ hai nữa là kỹ thuật này có ảnh hưởng như thế nào đến dòng kiến trúc vào giai đoạn này ạ? Trước kia đó, thời mà kiến trúc Pháp á, là người ta tường quét vôi. Sau này khi mà người ta cảm thấy rằng cái quét vôi nó không phù hợp nữa thì cũng cái những cái đúc sư người ta cũng rút kinh nghiệm, người ta làm đá rửa. Vật liệu đá rửa và đá mài này nó cũng ở trong cái thập kỷ là 60-70, là nó một thời trước, nó trước cái hoa văn bao áo bên ngoài mà tôi đã đề cập. Trước cái hoa văn đó, tức là cái loại đá rửa này hình thành trước rồi tới mới cái hoa văn bao che cái nhà. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đánh giá cao cái vật liệu thời điểm đó. Đó cho nên là cái đó người ta không còn nữa, nhưng tôi nghĩ tới lúc nào đó người ta sẽ quay trở lại. Xin được cảm ơn kiến trúc sư rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình hôm nay ạ.